Xin chào tất cả quý vị, các thầy và các bạn. Trong video trước, tôi đã nói về bí mật món quà Tết thứ nhất của tôi. Đó là bộ sách của thầy Nguyễn Thái Duy. Trong video này, tôi xin chia sẻ bật mí món quà Tết thứ hai của tôi. Ai sống trên đời, từ già tới trẻ, đều mong muốn có một cuộc sống giàu có. Và hẳn là không chỉ mình tôi, mà rất nhiều người luôn có suy nghĩ rằng giàu có chính là có xe đẹp, điện thoại xịn, nhà cao cửa rộng, đời sống hơn người. Nhưng khi tôi tình cờ đọc được cuốn sách Dạy Con Làm Giàu, Cha Giàu, Cha Nghèo của tác giả Robert Kiyosaki, thì tôi mới biết tôi chưa thực sự hiểu được như thế nào là giàu. Cuốn sách đã cho tôi biết những định nghĩa rất hay về tài chính và thế nào là tài sản, thế nào là tiêu sản, và giúp tôi học được cách để quản lý tài sản. Với chủ đề Rich Dad, Poor Dad, Cha Giàu, Cha Nghèo của Robert Kiyosaki, đưa ra thái độ ủng hộ cho sự độc lập về tài chính nhờ đầu tư, kinh doanh và sử dụng tài chính một cách hợp lý. Với lối viết như là kể chuyện của chính tác giả, khiến cho người đọc cảm thấy những vấn đề tài chính này thật thú vị, chứ không hề khô khan và nặng về lý thuyết sách vở. Theo cuốn Dạy Con Làm Giàu, Cha Nghèo, tác giả có hai người cha. Người cha nghèo trong câu chuyện chính là người cha thật của Kiyosaki. Ông có bằng PhD. PhD là viết tắt của chữ Doctor of Philosophy, tức là tiến sĩ đấy. Gốc Latin là Philosophiae Doctor, Doctor đấy. Đấy là đấy, người cha chính của Kiyosaki là tiến sĩ, tốt nghiệp từ Stanford, Chicago và Đại học Northwestern. Ông là người đứng đầu ngành giáo dục bang Hawaii. Ông được mọi người kính trọng, nhưng vào giai đoạn cuối của sự nghiệp của ông, vì chống lại thống đốc bang Hawaii đấy, khiến ông mất việc làm và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Còn người cha giàu thì là bố của một người bạn của ông, người bạn thân nhất của ông, tên là Michael. Người bạn tên Michael. Ông bố của Michael bỏ học từ lớp 8, nhưng lại trở thành một triệu phú. Ông ta dạy Kiyosaki và Michael rất nhiều bài học về tài chính. Ông ta nói, nếu con kiếm tiền
và được an toàn, ổn định, tức là làm công ăn lương đấy. Đó là tất cả những gì con có mà thôi. Con có thể có tiền nhưng không tìm thấy nguồn tạo ra tiền. Cứ tháng tháng lĩnh lương chứ không biết cái nguồn nó tạo ra tiền là gì. Người cha nghèo thì chúng ta thấy đấy, dù rất tài giỏi, bằng tiến sĩ cơ mà, tiến sĩ của Mỹ, kiến thức uyên thâm, nhưng ông ta vẫn là người làm thuê, hàng tháng nhận tiền lương và trợ cấp từ chính phủ Mỹ. Bởi ông chưa học được cách tự do về tài chính. Còn người cha giàu thì khác. Ông luôn dạy Kiyosaki cách để tiền làm việc cho họ, chứ đừng tiêu hết tiền kiếm được cho cuộc sống hàng ngày. Đấy, những người làm công ăn lương thì đúng là cứ hết tháng lương, hết tháng là hết tiền lương. Thế còn cái cách này thì là phải đừng có tiêu hết. Cách làm, cách nghĩ của người cha giàu được Kiyosaki lựa chọn bởi theo tác giả thì việc làm chủ một hệ thống kinh doanh còn tốt hơn là một nhân viên làm thuê cho người khác. Kiyosaki còn học được rất nhiều bài học về cuộc sống từ hai người cha của mình. Không chỉ về đầu tư vào tài sản mà còn về thái độ trong cuộc sống và công việc. Thái độ đối với cuộc sống và đối với công việc. Muốn trở nên giàu có cần phải có sự tự kỷ luật và không để cảm xúc cá nhân như là lo lắng, như là tham lam chi phối quyết định đầu tư của mình. Hoàn thiện bản thân đóng vai trò quan trọng cho tương lai tài chính của mỗi người. Bởi đầu tư tiền vào việc hoàn thiện bản thân luôn là cách đầu tư thông minh nhất. Hai người cha, hai suy nghĩ khác nhau về cuộc sống và về tiền bạc, đã cho tác giả những lời khuyên và bài học hữu ích về vấn đề tài chính và cuộc sống. Nó giúp cho Kiyosaki nhìn nhận vấn đề đầy đủ hơn thông qua những kinh nghiệm và cuộc sống thực của hai người cha, và giúp ông đưa ra các quyết định quan trọng trong cả cuộc đời của ông. Cuốn Dạy Con Làm Giàu, Cha Giàu Cha Nghèo sẽ là một cuốn sách hay về tài chính, kinh tế, cần cho bạn nếu bạn là người muốn có cả tiền bạc, có cả hạnh phúc và có cả thời gian. Tôi đã được tặng cuốn sách này, cũng là cơ duyên thôi, là lên mạng và đọc được. Cuốn bộ sách này gồm 13 tập. Nếu bạn là người đam mê kinh doanh và đầu tư, bạn muốn làm giàu, muốn trở thành một doanh nhân có hoài bão lớn, chắc chắn các bạn đã biết đến bộ sách Dạy Con Làm Giàu, tức là Cha Giàu Cha Nghèo đó, với 13 tập sách. Để thuận lợi cho các bạn đọc trên máy tính và tiết kiệm chi phí, tôi đã sưu tầm đầy đủ bộ sách Dạy Con Làm Giàu gồm 13 tập này dưới dạng ebook PDF.
Qua tìm hiểu tôi biết trên thị trường nếu mua bộ sách 13 tập này thì ít nhất cũng phải 500.000. Nhưng chắc hơn chứ không đến, không phải là 500.000 đâu. Nhưng ở đây tôi cũng là một người nghèo thôi. Thế nên tôi cũng nghĩ là mong muốn giúp cho tất cả nhiều người có cơ hội thay đổi và thành công hơn trong cuộc sống. Muốn là tôi sẽ chuyển lại và tặng lại các bạn hoàn toàn miễn phí bộ sách này. Rất dễ thôi, không có gì khó cả. Các bạn cứ vào trang web làmgiàu247.com. Đấy, là trang web tôi đã vào đấy và đã đào về 13 bộ tập sách đó. Thì xin hôm nay xin là bật mí là có những ai, những bạn nào chưa biết thì cứ vào trang web làmgiàu247.com là sẽ đọc được, đào về và sẽ đọc được 13 tập sách này. Được biết đây là bộ sách bán chạy nhất, xếp hạng nhất của Amazon trong nhiều năm liền. Chắc các bạn đã biết hoặc đã nghe đến tên của bộ sách này nhưng chưa có điều kiện đọc nó. Hôm nay tôi xin bật mí là chia sẻ bộ sách này là các bạn cứ vào trang làmgiàu247.com, đọc trên máy tính hoặc trên điện thoại thoải mái. Trong dịp Tết này lúc nào rỗi là các bạn cứ vào tranh thủ mà đọc cái bộ sách này. Xuyên suốt nội dung, tác giả Robert Kiyosaki đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế với lối kể chuyện rất hay. Nếu bạn đọc xong bộ sách Dạy con làm giàu này, nhất là đọc xong mới, chỉ cần đọc xong tập 1 thôi, thì bạn sẽ nghiện luôn những tập còn lại và muốn đọc tiếp 12 tập tiếp theo sau. Bộ sách này sẽ giúp chúng ta hiểu về tư duy làm giàu, làm chủ, làm lãnh đạo, giúp chúng ta những kiến thức và sự thông minh về tài chính. Có nhiều người nói rằng khi đọc xong cuốn sách Dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki này, họ rất muốn bắt tay hành động ngay vào việc kinh doanh. Họ nói rằng khi đọc sách cảm thấy trong người rất có tinh thần làm giàu, rất ham muốn làm giàu. Và có rất nhiều người đã từng đọc sách này và đã thành công trở thành một doanh nhân nhờ thay đổi tư duy làm giàu. Bộ sách này có mặt trên toàn thế giới bằng nhiều thứ tiếng. Là Việt Nam như vậy là cũng đã dịch ra được mấy năm trước đây, cũng đã dịch ra tiếng Việt. Robert Kiyosaki là một nhà đầu tư, một doanh nhân. Không dừng lại ở đó, ông đã cống hiến cả cuộc đời mình để giúp cho hàng triệu người trên toàn thế giới này trở nên giàu có và hạnh phúc hơn bằng cách cho ra đời bộ sách. Và đồng thời ông đã sáng lập công ty Người Cha Giàu, Cash Flow, tức là dịch ra là dòng tiền, là một sản phẩm nữa của ông. Tôi chia sẻ với các
thầy và các bạn ngày hôm nay, với các quý vị ngày hôm nay, là với mong muốn là chúng ta cùng trở nên giàu có và hạnh phúc hơn trong năm mới. Giúp cho Việt Nam chúng ta ngày càng giàu mạnh. Bởi vì dân có giàu thì nước mới mạnh. Các bạn nhớ là tải về ngay nhé, 13 tập sách này, để đọc trong dịp Tết. Chúng ta sẽ cùng đọc bộ sách này trong dịp Tết, cùng với bộ sách của thầy Trần Thái Duy, thầy Nguyễn Thái Duy. Xin cảm ơn tất cả các quý vị, các thầy và các bạn đã theo dõi những chia sẻ này của tôi. Xin tạm biệt. Và rất mong các quý vị, các thầy, các bạn sẽ ủng hộ cho kênh này của chúng tôi. Subscribe, like. Và có những gì sai sót thì xin các quý vị, các thầy, các bạn comment chỉ dẫn cho tôi để những video sau được hoàn hảo hơn, tốt hơn, đem lại cho nhiều người cái giá trị có tác dụng hơn, tốt hơn. Xin cảm ơn.